từ 4:30 sáng, tới đây là 5:30 sáng mà trời nó sáng bừng rồi. Cô không nghĩ là trời sáng lẹ vậy, cô nghĩ chắc 6 giờ mới bắt đầu mà 5:30, đúng là mùa hè, ngày dài hơn đêm. Đêm tháng 5 chưa nằm đã xế. Chúng ta sắp sửa tới nơi ăn nghỉ của nam nghệ sĩ ưu tú tài danh Vũ Linh. Kìa con, tới của cậu bên kia. Trời trời. Ê, vậy mà cũng có. Có người ngủ thiệt trời. Trời ơi, vô sớm luôn nè. Trời ơi, vô sớm gì trời. Trời ơi, trời nhanh hơn tôi nữa trời. Có thấy chuyện nữa. Mình mới thấy rồi nè, luôn rồi chị ơi. Chị Hoa ơi, cái đó xem chị Hoa đâu. Chị Hoa để lên mỏ lên. Thank you.
Ở đây nhiều lắm các con. Anh hai hay đến đây phụ qua mấy em chút nào làm được là mình vô chơi tối. Đó là Dương Dương, Dương Hoàng, Dương Dương, Dương Dương. Có những cái hà bao bì trong đó cũng như quy định, nhiều rồi mình thấy có hà bao bì trắng. Hà bao bì thì mình xong cũng thấy cái màu trắng.
Nhạc sĩ Thanh Sơn bên đây ở sau lưng mình luôn chị. Tịnh là tâm tịnh.